Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đẹp Hải Dương. Buổi chiều ngày hôm nay thì bên em giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe 7 chỗ gầm cao máy thoáng SUV rất là nổi tiếng anh chị nhé. Chiếc xe này thì được nhập khẩu nguyên chiếc và sản xuất vào năm 2012, mang biển Thái Bình. Biển này thì anh chị nào mua về định danh cũng rất là hợp lý này. Nếu mà anh chị quyết định mua sớm nhé, thứ hai tuần tới là hạn cuối cùng rồi. Đối với cái tầm tiền hơn 400 triệu thì đây là một lựa chọn rất là hợp lý. Ngày xưa mua chiếc xe này là trị giá hơn 1 tỷ 3 anh chị nhé, năm 2012. Và bây giờ chỉ còn hơn 400 triệu thôi. Chúng ta sở hữu ngay một chiếc SUV gầm cao máy thoáng, số tự động máy dầu anh chị nhé. Đó chính là chiếc Santa Fe 2012, xe 7 chỗ ngồi. Hơn 400 triệu mà chúng ta có máy dầu số tự động đi, cũng thuộc hàng xe tiền tỷ anh chị ạ. Rất là hợp lý luôn. Cái màu ngoại thất của chiếc xe này thì nhìn nó rất là cứng cáp và khỏe khoắn anh chị nhé. Xe thì cũng được trang bị full đồ rồi, anh chị có thể nhìn ở đây. Đấy, bác chủ trang bị cả cam lề luôn. Đấy, lắp ở dưới gương chiếu hậu ngoài màu nâu cà phê. Santa Fe 2012 thì được thiết kế với vành 5 chấu bản lớn anh chị nhé, nhìn nó rất là khỏe luôn. Đấy, có bậc lên xuống rồi. Santa Fe thì cũng có trang bị dán lóc rồi anh chị nhé. Ngoài tay nắm cửa kia thì có cảm biến mở cửa rồi, tức là xe được trang bị chìa khóa thông minh khởi động nút bấm rồi. Đây là vành 5 chấu đơn dạng bản to, với phanh sau cũng được trang bị phanh đĩa rồi anh chị nhé. Dàn lốp này thì đi được khoảng 6 đến 7 vạn nữa mới phải thay anh chị nhé. Lốp thì cũng còn tương đối thôi, không được đẹp lắm. Một cái kiểu dáng rất là đặc trưng của Santa Fe. Thì đối với Santa Fe 2012, xe được trang bị động cơ 2.2 lít máy dầu. Cái động cơ của Santa Fe 2012 này được dùng đến tận Santa Fe 2016 luôn anh chị nhé. Cùng máy luôn, máy mới rồi. Santa Fe CRDi, CRDi là máy dầu anh chị nhé. Cụm đèn sau còn zin này anh chị này. Cụm đèn trước, cụm đèn sau thì được bác chủ ốp viền mạ chrome rồi, nhìn nó rất là khỏe. Xe có trang bị Nippo rồi anh chị nhé. Phía sau xe thì có trang bị cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ rồi. Cốp sau con mở cốp có trợ lực thủy lực rồi, mở rất là nhẹ nhàng thôi. Đây là cụm đèn sau zin này anh chị này, cũng được trang bị viền mạ chrome rồi, kể cả đèn sương mù luôn anh chị nhé. Nhìn thân xe rất là cứng cáp. Xe này mà anh chị nào đi ở cái môi trường, cái đường nó khá là gập ghềnh thì cũng rất là phù hợp nha anh chị nhé. Gầm cao máy thoáng 7 chỗ ngồi. Đây là phía sau của xe. Santa Fe 7 chỗ ngồi thì cái hàng ghế thứ 3 của nó có thể gập phẳng lại anh chị nhé. Đấy, da của hàng ghế thứ 3 còn rất là đẹp này anh chị này. Đây là hàng ghế thứ 3. Và khi chúng ta gập phẳng cái hàng ghế thứ 3 vào như thế này thì sẽ tạo ra một cái khoảng không gian để đồ rất là rộng rãi luôn anh chị ạ. Tha hồ để đồ luôn mà vẫn chở được 5 người. Đấy, còn khi chúng ta lật lên nó là chở được 7 người. Hàng ghế thứ 3 của Santa Fe thì ngồi cũng rất là thoải mái cho 3 người anh chị nhé. Nó là 7 chỗ ngồi. Đấy, phía sau xe thì còn nguyên zin. Từ máng nước đến đinh tán anh chị nhé. Đến ốc cốp sau này. Đấy, ốc cốp sau còn zin. Máng nước và đinh tán cũng zin này. Đấy, anh chị thấy không ạ? Cụm đèn sau zin. Đặc biệt là cái khoảng không gian khi mà chúng ta gập hàng ghế thứ 3 vào, tạo ra một cái khoảng không gian hành lý cực kỳ là rộng, tha hồ để đồ, rất thích hợp cho gia đình đi những cái chuyến
đi chơi xa dài ngày, hoặc là các bác đi phượt. Bởi vì dòng xe này là dòng xe SUV, gầm cao máy thoáng. Mức tiêu hao nhiên liệu chỉ nó loanh quanh khoảng 6 đến 7 lít dầu trên 100 km thôi anh chị nhé, rất là tiết kiệm luôn. Lại được số tự động nữa. Tương đương với một chiếc Fortuner máy dầu, nhưng mà máy dầu Fortuner chỉ mua được số sàn thôi anh chị nhé. 2012 bây giờ thì nó cũng tương đương giá với lại chiếc xe Santa Fe số tự động này. Cụm đèn trước còn zin này anh chị này. Vỏ đèn còn rất trong và đẹp nhé. Từ đèn gầm đến đèn cụm đèn pha này. Đấy. Cụm đèn bên này cũng vậy. Đấy. Rất trong và đẹp nha anh chị nhé. Rồi chúng ta sẽ đi vào bên trong nội thất của xe. Xe thì được đăng kiểm đến tháng 7 năm 2024 cơ. Rất là dài, khoảng 1 năm nữa. Gương chiếu hậu ngoài thì gập điện chỉnh điện tích hợp xi nhan nét rồi anh chị nhé. Bác chủ thì có trang bị cam lề, cam căn lề ở bên phụ rồi. Đấy, chìa khóa thông minh khởi động nút bấm, thế nên là có cảm biến mở cửa anh chị nhé. Chiếc xe Santa Fe 2012 này được trang bị nội thất màu kem. Đấy. Còn rất là tươi anh chị nhé, từ táp ni cửa này. Với tay nắm cửa trong mạ bạc rồi. Táp ni thì được kết hợp giữa da, cái phần da này, mạ bạc. Đấy, tay nắm cửa trong mạ bạc đến cái phần nhựa. Chiếc xe này bác chủ khá là giữ gìn luôn anh chị nhé. Nội thất này nó không bị chảy xước. Phần nhựa và phần da nó không bị bóng, nó vẫn còn nguyên sần. Đấy, có trang bị bậc lên xuống, ốp bậc lên xuống rồi anh chị nhé. Đấy, ghế da thì còn đẹp này, ghế da rất là tươi luôn. Và cái thiết kế ghế của Santa Fe, nói chung là cái dòng xe Hàn Quốc bao giờ thiết kế ghế ngồi nó rất là ôm người anh chị nhé. Khi mà tăng tốc cái cảm giác nó rất là thích luôn. Đấy, da có thông hơi ở giữa rồi. Đấy, mặt ghế và lưng ghế từ ghế người lái đến ghế phụ vẫn còn căng và đẹp anh chị nhé, kể cả má ghế luôn. Táp lô cũng vậy, vẫn giữ được đẹp anh chị nhé. Thứ nhất là nó không bị xước, và thứ hai là nội thất của chiếc xe này giữ được sạch đẹp, thế nên là nhựa nó còn tươi. Xe không đâm đụng va chạm gì anh chị nhé. Ốc bản lề còn nguyên zin, ổ khóa thì rất là mới này. Ốc bản lề nguyên zin. Đấy. Ốc bản lề zin nha anh chị nhé. Đặc biệt nữa đó là Santa Fe 2012 là được trang bị ghế phụ là ghế điện rồi anh chị nhé. Đấy, rất là hiện đại luôn. Ghế phụ, còn ghế điện thì đương nhiên là ghế lái nó cũng là ghế điện. Tuy nhiên thì ghế lái nó sẽ chỉnh được nhiều hướng hơn là ghế phụ anh chị nhé. Ghế phụ ở kia là được chỉnh 4 hướng thôi. Đấy, chỉnh điện 4 hướng nha anh chị nhé. Mép cửa zin. Đấy, không có dấu hiệu của cái việc han giết gì đâu anh chị nhé. Chỉ zin. Đấy. Đây là hàng ghế thứ hai. Tay nắm cửa cửa ngoài này được cái mạ chrome này, nhìn nó rất là khỏe xe nha anh chị nhé. Nó có cái điểm nhấn ở bên ngoài. Đấy, nội thất táp ni nguyên bản này anh chị này. Đấy, và đặc biệt của nó là cái nhựa của nó không bị xước riếc gì, kể cả phần da luôn. Vẫn giữ được khá là tươi và đẹp. Hàng ghế thứ hai thì ghế da cũng còn đẹp anh chị nhé. Từ mặt ghế đến lưng ghế nó còn căng. Đấy, và má ghế này nó cũng không bị xước riếc gì đâu anh chị ạ. Đấy. Santa Fe thì ngồi hàng ghế thứ hai cũng rất là thoải mái nhé. Kể cả 3 người ngồi luôn. Còn khi mà chúng ta ngồi 2 người, chúng ta có thể có một cái bệ tì tay ở đây, có giá để cốc ở đây. Đấy, rất là hiện đại luôn. Rất là tiện lợi nha anh chị nhé. Còn khi chúng ta gập cái này lên thì ngồi 3 người cũng rất là thoải mái luôn. Kể cả cái khoảng để
chân này anh chị nhé. Bởi vì Santa Fe nó là dành cho là nó thuộc phân khúc SUV. Hơn nữa Santa Fe thì có trang bị cả cửa gió này cho hàng ghế thứ hai, có cổng sạc cho hàng ghế thứ hai rồi nhé anh chị nhé, rất là tiện lợi luôn. Đấy. Nó là xe cũng thuộc hàng SUV cao cấp rồi. Hơn 1 tỷ 3 năm 2012 thì nó rất là giá trị anh chị nhé. Đấy, và bây giờ anh chị sở hữu nó chỉ có hơn 400 triệu thôi. Ổ khóa zin này. Đấy. Máng nước zin nha anh chị nhé. Mép cửa cũng vậy. Đấy. Anh chị có thể quan sát được cả hai mép cửa này. Đấy. Ốc bản nề zin, không mất phân keo chỉ nào. Thì đương nhiên là nó không đâm đụng va chạm gì anh chị nhé. Rồi chúng ta sẽ đi sang cái phần bên lái. Gương chiếu hậu ngoài thì bác chủ có lắp thêm gương cầu lồi rồi nha anh chị nhé. Cái gương cầu lồi này rất tiện lợi trong những trường hợp chúng ta lùi xe, có thể quan sát được cái vẹt bánh xe đằng sau này, rất là an toàn. Đấy. Tích hợp xi nhan nét rồi. Còn đương nhiên Santa Fe thì phải gập điện và chỉnh điện rồi anh chị nhé. Đây là ghế điện của hàng ghế thứ hai. Chỉnh điện anh chị nhé. Chỉnh điện này là chỉnh điện 10 hướng rồi. Rất là hiện đại luôn. Đấy, ghế lái dưới da vẫn còn đẹp này. Đấy. Đẹp nha anh chị nhé. Ốc bản nề zin. Và ổ khóa này còn rất là mới nhé. Santa Fe 2012 thì được nhập khẩu nguyên chiếc. Và xe nhập khẩu thì anh chị biết rồi. Đi cách âm các thứ của nó rất là tốt. Và nó rất là ít hỏng vặt nha anh chị nhé. Đấy, chỗ phần bậc lên xuống này nó không bị xước đâu. Đáng lẽ ra là phải ốp cả cái phần trên này thì để nó tránh cái xước cái phần nhựa này. Tuy nhiên là bác chủ chưa ốp, nhưng mà cái nhựa này nó vẫn sạch đẹp và nó còn nguyên sần. Đấy. Trang bị phanh tay là chân nhé anh chị nhé. Còn đây là chân phanh và chân ga. À chân đúng rồi, chân phanh và chân ga. Đấy. Có trang bị hệ thống chống trơn trượt rồi này. Có thể chỉnh được đèn nhé anh chị nhé. Táp ni cửa lái này còn rất là cứng đẹp nhé anh chị nhé. Đấy, nhựa nó nguyên sần và sạch đẹp luôn. Đấy. Mép cửa này. Ổ khóa zin nhé anh chị nhé. Cửa không mất phân keo chỉ nào. Còn ốc bản nề thì vừa em quay cho anh chị rồi, nguyên bản. Đấy. Hàng ghế thứ hai. Máng nước và ổ khóa này. Máng nước còn nguyên zin và ổ khóa còn rất là mới nhé. Anh chị thấy không ạ? Táp ni cửa này cũng vậy. So với Fortuner cùng đời thì Santa Fe được trang bị hiện đại hơn rất nhiều. Kể cả Fortuner máy xăng 2012 anh chị nhé. Fortuner thì cũng có ghế điện nhưng chỉ có ghế người lái thôi. Fortuner thì không bao giờ có cửa sổ trời rồi. Đấy, chiếc Santa Fe 2012 này được trang bị cửa sổ trời rồi anh chị nhé. Và chân nỉ nguyên zin. Cửa sổ trời này vẫn hoạt động bình thường anh chị nhé. Trang bị hai đèn trần. Và đặc biệt là có cửa gió cho các hàng ghế thứ hai. Đây cửa gió này. Ở cột nha anh chị nhé. Hai bên. Đấy. Rất là tiện lợi. Làm mát nhanh. Nói chung là dòng xe 7 chỗ mà không có cửa gió cho các hàng ghế thứ hai thì rất là bất tiện luôn. Đấy. Nội thất còn rất là tươi và đẹp này. Đấy. Hiện đại. Có chìa khóa thông minh khởi động nút bấm rồi nhé. Fortuner thì không bao giờ có. Ở cái tầm đời đấy anh chị ạ. Rất là thô sơ thôi. Đây là vô lăng zin của xe này. Đấy, có tích hợp này. Ga tự động anh chị nhé. Cruise control rồi. Bên này là tích hợp nút điều chỉnh âm thanh. Đấy. Fortuner thì đời đấy thì không bao giờ có ga tự động rồi. Chìa khóa thông minh khởi động nút bấm này cũng không được trang bị trên Fortuner đâu anh chị ạ. Trên chiếc xe này thì em chỉ chê một cái, nó là cái DVD
DVD thì hơi cổ vì ngày xưa nó trang bị DVD này thôi anh chị ạ. Đấy, khởi động nên có nút chào mừng của logo của Hyundai này. Nhưng mà các chi tiết nội thất của chiếc xe này em đánh giá là rất là tươi nhé, và rất là giữ gìn đấy anh chị ạ. Đấy, nhựa riếc là nó vẫn còn nguyên sần này, và nó không bị xước riếc gì đâu. Đấy, kể cả những cái phần mạ bạc này. Đấy, anh chị nhé. Đấy, hệ thống điều hòa thì được trang bị hệ thống điều hòa hai vùng độc lập rồi. Anh chị bật cái nút đua này lên này thì chúng ta có thể chỉnh nhiệt độ hai bên khác nhau nhé. Đấy, cũng là một cái mà hiện đại hơn Fortuner. Các cổng sạc đầy đủ, và Santa Fe đặc biệt là những cái dòng xe Hàn Quốc đấy là bao giờ cũng có sấy ghế anh chị nhé. Đấy, Fortuner thì không bao giờ có. Trên đây thì có chức năng hỗ trợ đổ đèo này anh chị này. Đấy, rất là hiện đại nhé. Hộp số tự động rồi. Với cái tầm tiền đấy mà anh chị mua Fortuner thì chỉ được số sàn thôi. Đấy, vô năng zin của xe nhé. Đó, nguyên sần nhé. Cái này là em quay rất là cận cảnh nhé anh chị nhé. Đó, trang bị chìa khóa thông minh khởi động, nút bấm rồi. Có cửa sổ trời. Và chiếc xe này vẫn giữ được trần nỉ nguyên zin theo xe. Nội thất tươi. Nội thất chiếc xe này rất là tươi nha anh chị nhé. Ghế chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng rồi, rất là hiện đại. Đấy, hàng ghế thứ hai thì rất là rộng rãi và có cửa gió cho hàng ghế thứ hai, có cả cổng sạc rồi. Hàng ghế thứ ba thì anh chị có thể gập phẳng để tạo ra một cái khoảng không gian nội thất rất là rộng rãi. Đấy, rồi chúng ta sẽ đi đến khoang động cơ. Thì như em giới thiệu rồi, Santa Fe 2012 thì được trang bị động cơ 2.2 lít máy dầu anh chị nhé. Đấy, Fortuner thì không bao giờ anh chị mở ở đời 22 thì lại có cái trợ lực thủy lực lắp cabo đâu, mở rất vất vả. Nhưng Santa Fe thì có trợ lực rồi, mở rất là nhẹ nhàng thôi. Đây là cái tấm nỉ ở dưới nắp cabo, một chiếc xe chỉ chạy nhỉnh hơn 10 vạn thôi, nên là cái tấm nỉ này nó còn đẹp. Đấy, trang bị động cơ dầu 2.2 lít với lại cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ loanh quanh 6-7 lít trên 100 km thôi nha anh chị nha. Rất là tiết kiệm luôn. Chiếc xe này thì máy số zin, còn gioăng dàn cò thì đã thay rồi. Nó hơi thấm dầu một chút là bác chủ đã thay gioăng dàn cò rồi. Thực ra cái thay cái gioăng dàn cò nó không phải là một cái vấn đề nó có gì đó nghiêm trọng đâu anh chị ạ. Máy số zin anh chị nhé. Và chiếc xe này cabo zin, cabo zin nha anh chị nhé. Máy dầu đã được, máy dầu lại còn số tự động với cái mức tiêu hao nhiên liệu nó rất là hợp lý luôn. Lại được dòng xe 7 chỗ như này, quá là hợp lý anh chị ạ. Đây là phía bên tai này. Bên tai thì ốc tai zin nha anh chị nhé. Ốc tai zin này này. Đấy, ốc tai zin. Đây là ụ này, ụ không có vết han và nguyên keo zin của nhà máy. Cái này rất là an tâm rồi. Ụ bên này cũng vậy. Thì có con ốc bên tai này thì có vết vặn này. Vết vặn gọi là vết xoáy, khả năng là em nó không bị móp hay là bị gò nắn bên này đâu. Thì em nghĩ là đây là đi bảo dưỡng, bác chủ đi bảo dưỡng có thể người ta sẽ siết một cái vết siết vào cái con ốc tai bên này thôi. Đinh tán đinh giếc ở bên này zin hết này. Nói chung đây là một cái vấn đề nhỏ thôi. Xe đã qua sử dụng dù sao nó cũng 10 năm rồi, chúng ta không thể tránh được. Tại vì sao em nói là bị siết này? Bởi vì con ốc tai này zin, tức là không bị nhấc ra nhé. Cái tai này không bị nhấc ra, nhưng cái con ốc con tai này nó có một vết siết thôi. Không vấn đề gì đâu anh chị ạ. Đấy. Vâng. Dạ. Có anh ạ. Đây các bạn, anh vào trong các bạn sẽ giới thiệu xe cho anh. Vâng, em đang quay xe thì lại có hai bác khách đến xem xe. Đấy. Rồi, đấy là một chiếc, vừa rồi em đã giới thiệu đến anh chị một chiếc Santa Fe, xe nhập khẩu nguyên chiếc, trang bị động cơ 2.2 lít, máy dầu số tự động, một dòng SUV rất là nổi tiếng tại thị trường Việt Nam anh chị nhé. Và như em nói rồi,
Cái chiếc xe này chỉ hơn 400 triệu thôi. Anh chị sở hữu một chiếc xe 7 chỗ máy dầu. Hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 475 triệu đồng anh chị nhé. Có bao rút hồ sơ cho anh chị và giá cả vẫn có thể thương lượng được khi anh chị qua trực tiếp bên em để xem xe. Đấy, xe đẹp Hải Dương, khu đô thị Thiên Phú, thành phố Hải Dương anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.